Nhà thiết kế Michael Bush nói rằng ông cực kỳ phấn khích với giải thưởng này. Nó không chỉ vinh danh những ký ức của người nghệ sĩ mà còn ảnh hưởng đến phong cách thời trang độc đáo và đáng kinh ngạc của ông hiện nay. Từ những bộ trang phục mang phong cách quân đội, y phục, tới những chiếc găng tay có kèm trang sức, mũ phớt mềm, cuốn sách của Michael Bush khiến khán giả hiểu hơn về cuộc sống phía sau sân khấu của siêu sao và quá trình phát triển phong cách của Michael Jackson cho đến khi ông qua đời vào năm 2009. Giải thưởng về sách của các nhà sản xuất độc lập được thành lập vào năm 2006 nhằm tôn vinh những nhà văn, những nhà sản xuất độc lập.